Ôi trời đất ơi, sao cơm cũng bắt luôn trời. Mà chén bát không rửa luôn, bếp sao lạnh tanh lạnh teo vậy trời. Còn cái chén đồ ăn lên móc cũng không biết dẹp nữa. Ở với cái con này riết cắt lên tăng xong chết quá. Mày đợi đó đi, thằng chồng mày đã đi công tác về hả, mày đừng có trách tao. Mẹ không cần phải mét đâu, là con cố tình không nấu đó. Người ta nói á, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì đâu ra mẹ. Trời đất ơi, sao nay cô dám lên mặt vậy hả? Cô có chồng về đây là cô phải phục vụ nhà chồng, có đâu mà cô ăn nói với tôi như vậy hả? Mẹ à, con đi làm rồi. Con đi làm, chồng con cũng đi làm, thì mọi chi phí sinh hoạt trong cái gia đình này á thì phải chia đôi. Nhưng mà tháng này á, anh chưa đưa tiền cho con, thì lấy tiền đâu mà con đi chợ nấu đồ ăn cho mẹ hả mẹ? Ủa, rồi vậy cái lúc mà cô không làm ra tiền đó, ai nuôi cô hả? Mà bây giờ cô nói như vậy. Không có ai nuôi con hết. Đúng là cái lúc đó anh đưa tiền cho con thiệt, nhưng con cũng lấy để chi tiêu trong gia đình, con mua đồ ăn, chứ con đâu phải là con xài cho riêng con đâu mẹ. Với lại á, con đâu phải là vợ của ảnh, con không khác gì một con ô xin trong cái nhà này hết. Ít ra ô xin nó còn được trả tiền, còn con không được trả một đồng nào hết, mà còn không được coi trọng nữa. Thì mày nghĩ sao? Có chuyện gì vậy mẹ? Mỗi lần về tới nhà là sùm là sao vậy hả? Chuyện gì hả? Hỏi vợ con đó. Mới đi ra ngoài làm được tí tiền, về bị đặt lên mặt, nó còn đòi chia tiền chợ nữa đó. Mày nói chuyện với nó đi. Cái gì? Cô làm vậy là cái gì? Người trong nhà không à, tại sao phải tính toán chi ly vậy? Làm gì phải vừa phải thôi đó. Làm được không? Không làm được á, tôi cưới vợ khác. Anh cưới đi. Tôi nói cho anh biết, những thứ hiện tại anh có, anh không biết trân trọng á. Ở ngoài kia đang rất là nhiều người muốn có kìa. Nhưng mà tôi nghĩ á, cũng có con nhỏ nào ngu như tôi đâu. Đó, bây giờ lộ rõ cái bản chất ra rồi đó. Không đánh cũng tự khai. Biết đâu chắc có thằng nào ở ngoài rồi, nó chống lưng á, cho nên mới hách dịch như vậy đó. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ xấu người ta hoài như vậy nữa. Con chẳng qua đối xử với hai người giống như cái cách mà hai người đã từng đối xử với con thôi mà. Làm cái gì mà cuống cuồng lên vậy? Gì vậy? Rau đây sao không ăn? Mình chừa mấy cái món ngon này nè cho chồng mình ăn, để nó đi ra ngoài nó làm kiếm tiền về nuôi mình. Sao mà con gái con lứa đàn bà gì đâu mà ăn hơ ăn hớp trước người khác hả? Bộ hồi xưa ở nhà ba mẹ cô không dạy cô hả? Có cái chuyện ăn uống không à, mà cũng để tôi nói hoài à. Rau nè ăn đi. Sao mẹ hằn học với con hoài vậy mẹ? Mấy ngày nay á, mẹ toàn bắt con ăn cơm với rau không à, con không có đụng được một cục thịt nào luôn á. Đúng là con ở nhà, nhưng mà con cũng lo việc nhà mà, chứ con có ở không đâu mẹ. Sao? Giờ không ăn hả? Không ăn thôi. Ở nhà ở không không làm ra tiền, có cái ăn á là mừng rồi. Còn ý kiến ý cò, càm ràm cái gì ở đây? Làm gì vậy? Canh đó mẹ với tôi chưa ăn mà. Đã không làm có tiền rồi á, ít ăn lại. Ăn cơm không đi. Thật sự hai người coi tôi là gì trong cái nhà này vậy? Người ta nói á, miếng ăn là miếng tồi tàn là đúng mà. Tôi cảm thấy á, tôi ở trong cái nhà này không có tồn tại nữa. Nếu mà biết vậy á thì bò đi ra đường làm kiếm tiền đi, rồi muốn ăn cái gì ăn tùy theo ý của mình. Nằm ở nhà ở không, ngửa tay ra xin tiền mà đụng cái tự ái, tự ái đâu ra vậy?
Anh coi đi, đẹp không? Cái chỗ này á, là hồi năm ngoái gia đình nhỏ bạn thân của em nó đi, nó nói là đẹp dữ lắm, không khí trong lành, giá cả hợp lý, em thấy cũng hay á. Hay là cuối năm nay gia đình mình á đi tới chỗ này chơi đi, có gì à, em săn vé máy bay cho, nó cũng rẻ à, không có mất đâu. Cái gì vậy? Bộ giấc mơ không bị đánh thuế hả? Rảnh quá không có gì làm, ngồi đó mơ với tưởng hay sao vậy? Nghĩ sao vậy, không làm ra đồng bạc nào hết à, mà suốt ngày cứ du lịch chỗ này chỗ kia. Đi xuống nhà dưới gọt ít trái cây lên ăn đi. Còn ngồi đây làm gì nữa, không nghe mày nói hả? Đi đi. Còn con nữa, nó có làm ra đồng bạc nào đâu. Suốt ngày ở nhà hả, rảnh không biết làm gì, cứ hả ngóng đi du lịch chỗ này chỗ kia. Mà có đi cũng con trả tiền chứ ai vô đây mà trả. Trời ơi, tiền đó con với mẹ để đi ăn sướng hơn. Ai đâu cung phụng cổ, đâu phải bà hoàng đâu. Với lại con đâu có dư. Con nói vậy là đúng đó. Ông uổng công á, mẹ kỳ vọng vào con trai yêu quý của mẹ đó nha. Làm đàn ông á là phải có lập trường với bản lĩnh như vậy mới được. Không có được để vợ á, nó muốn nói gì nói, nó làm gì làm. Hiểu chưa? Mẹ yên tâm đi, con chuẩn bị xong hết rồi. Tết này con với mẹ đi du lịch, không để vợ con ở nhà. Có nhà chứ, mày hiểu không? Con mà bữa giờ đang thắc mắc cái vấn đề đó, con chấn chỉnh vợ con liền. Nếu mà không nghe lời á, con trả về ba mẹ cổ liền. Tất cả những việc mà tôi làm với hai người á, chẳng qua chỉ là trả lại cho hai người thôi mà. Người ta nói có qua thì phải có lại thôi. Tại sao anh nói với mẹ như vậy? Từ trước tới giờ tôi chưa đánh cô chưa sợ đúng không? Đúng không? Vậy anh đánh tôi đi. Tôi thách anh đó. Từ trước tới giờ tôi nhẫn nhịn anh, tại vì tôi nghĩ cái sự nhẫn nhịn của tôi sẽ là thay đổi con người của anh. Nhưng mà trên đời này á, không có ai nhẫn nhịn ai, cũng không có ai thay đổi gì ai hết. Mà sao hay quá vậy? Anh bị công ty sa thải rồi mà, anh còn dám lớn tiếng với tôi nữa hả? Tại sao cô biết? Cô theo dõi tôi hả? Con nè, con bị công ty sa thải là sao vậy? Hay là nó kiếm chuyện, nó đặt ra nó nói như vậy? Cái việc mà anh bị sa thải á, ai cũng biết hết, chứ con không có muốn vu khống cho ai hết. Anh nói với mẹ của anh đi kìa. Là sao con? Hả? Thì con lỡ làm hư một cái hợp đồng lớn của công ty, công ty đòi kiện con. Nếu mà con không đền bù, con sẽ ở tù. Bởi vì mấy tháng nay con bị đuổi việc, những cái tiền tiết kiệm của con lấy, con đền bù hết rồi. Rồi bây giờ mình sống làm sao đây? Sao là sao? Có làm á thì mới có ăn. Cái này là mẹ dạy con mà. Bộ mẹ không nhớ hả? Xong xuôi hết rồi. Thôi, hai người tự liệu cơm gấp mắm ha. Tôi đi đây. Đừng đi mà. Em đừng đi. Nè, cô đi được á thì đi luôn đi nghe chưa? Đừng có trở về đây nữa. Còn con nữa, liên tiếp làm cái gì? Để mẹ bán cái nhà này nè, mẹ trả nợ cho con, rồi mẹ mua cái nhà nhỏ hơn, mẹ cưới vợ cho con, cưới con khác ngon hơn con này nhiều. Làm gì còn nhà mà để bán nè. Cái nhà này con cũng cầm luôn rồi. Bán 10 căn như vậy con đủ trả nợ cho con nữa. Mấy tháng nay con trốn, giang hồ nó dí con mày biết không? Em ơi. Con